Rồi, tiếp tục coi xe cứu Kato bạn ơi, mới chát luôn, mới xuống, mới đi khai trương luôn bạn ơi. HD 450 này, dán tem 550 nha các bạn. Xe này 05, đang múc lắp gấp rất lẻ nha các bạn, gạo 10.000. Mới xuống hôm qua luôn nha các bạn, hôm nay bơi đi gấp luôn. Bỏ lên tắng bà kè người ta. Xe chạy rất im luôn trời. Nhanh ghê, hồn nhanh luôn, phà mới luôn mà, mấy trong đóng phà mới, xe mới luôn, dọn mới luôn. Thank you.
Cần này 13 mét nha mà. Rồi xong rồi. Về vô để lấy tiền nè. Lụm gạo. Cho ăn gạo. Tìm nữa, tìm mấy gạo. Rồi cho hai gạo chứ không phải thêm, miễn phí luôn hai gạo, 30 gạo miễn phí hai gạo. Rồi bây rồi hẹn các bạn những video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video mình. Các bạn xem video vui vẻ nha.